tới nói cho chị biết là anh Nam đang ở nhà của tôi. Cái con mặt dày này, mày cướp chồng người ta còn dám tới đây gây sự hả mày? Tôi đang nói chuyện với vợ anh Nam. Bà có phải là vợ anh Nam không mà xen vô vậy hả? Anh Nam á, không có biết tôi tới đây. Tụi tôi ở với nhau tối hôm qua tới giờ. Trời. Nhưng mà anh ấy nghĩ chút tình của chị đối với bà nội, nên anh muốn giấu không làm tổn thương chị. Còn tôi thì khác rồi nha. Tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Tôi nghe nói là năm xưa chị chịu lấy anh Nam vì 500 triệu xính lễ chứ gì. Đây, 500 triệu, cầm lấy rồi buông tha cho anh Nam. Để tôi với ảnh đến với nhau. Chị cũng có yêu thương gì ảnh đâu mà ở lại làm gì hả? Cầm đi. Ê, cái con kia, mày đừng có quá đáng nha mày. Chị cầm tiền về. Cầm về đi. Hay là chị chơi ít, 500 triệu chị bán dạo cả đời ở chợ cũng chưa chắc kiếm được đâu. Chị cầm đi. Chị đừng có xúc phạm tôi như vậy. Tôi không cần tiền của chị. Nếu chị và anh Nam muốn ở bên nhau thì tôi sẽ ly dị để hai người ở bên nhau. Chị kêu anh Nam về đây nói rõ ràng với tôi. Hả? Cái gì vậy? Em là vợ chính thức của thằng Nam, sao em chấp nhận cái yêu cầu của con yêu quái này? Ê, con quỷ, mày đi cho. Không thôi tôi quýnh mày bây giờ á. Chắc là tôi ngán bà quá. Tôi sợ bà quá. Ngon nhào vô. Chưa chắc mèo nào cắn miểu nào à nha. Mày hả mày? Chịu đẹp không nè. Thôi mà. Em không ra. Thôi mà. Con này. Thôi. Hả? Thôi mà. Chị cầm tiền về đi. Chị kêu anh Nam về đây gặp tôi. Được thôi. Tôi sẽ về nói với ảnh. Chào. Ơ. Thế kiếp. Ê. Nè. Hai đứa tụi bay đúng là cá mè một lứa mà. Đứa thì bạc tình, đứa thì trơ trẽ. Sau này đừng có lết cái mặt về nhà này nghe mày. Có chừng tao á. Thôi mà chị. Còn em nữa. Đừng có hiền quá. Nó cướp chồng em trước mà. Sao chấp nhận ly dị vậy? Em cũng nản lòng với anh Nam lắm rồi.